Ok. You work daytime or night time? This week and next week I work a day shift. Today I has an hour overtime. Okay. That's why I come back little bit later. And then you're gonna work daytime later. Okay. So how long? How I long? just 2 weeks? hour. Today I work 9 hour. I think 9 hour in daytime. I mean 9 hour the today. daytime you change the nighttime and then 2 weeks. I This join. week and next week I work a Working. day shift. Day Okay. shift. Stay safe. And Okay. after that, Night. I work a night shift Okay. again. Okay. So this Saturday, how is that? I go to the mobile. I go to the Mobile driving. I go to the school car Okay, car to academy. study. You did the study. You did the train, the car driving. I Yes. Oh. study, keep going to Okay. study how to pick up a goose. Okay. The program, and then yeah. And you are lifting. Okay, I see. Okay, so we're studying with the vocabulary to boom about nang. Akin han là nung 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 nhập Năng à năng lực. ca nương năng lực Yeah, khả khả nương vật năng, possibility, ability, nung năng. Okay, trên nung nhập. nương rất năng lực Năng lực kỹ năng function kỹ nương kỹ năng kỹ năng ok kỹ năng kỹ hối ký hỏi ký huế hả cơ hội cơ hội cơ hội cơ cơ hội hội là tên hắn kỳ phê kỳ phê opportunity to ký huế ký huế him. Tài năng. chế nên tài năng Tài năng. Trái chú. chế chủ Không biết. tài Trái chú. chế Thân dê. Hiện tại. à, hiện tại hion chê hion chê Nó. hion chê cho nên in bộ này so so Hiện sang cái sang tại different chuhan. I mean hion chê chikum thân dệt bài chỗ but các cô thân dệt hiện tại chôn tại hiện tại chôn chê thân dệt genius chôn chê tôn tôn nên hiện chê imi matcha imi No, không. Thân hiện tại là genius. People who are thông minh, nhà thông minh, nhồi thông minh. Hiện thiên tại là tài ai chưa? thiên tài thiên tài Hiện tại là sân thiên trẻ. tài chọn Sân chị nướng, sân nướng. son nun tính năng Tính năng. Okay. Tính năng. Nướng xúc nương xúc năng lực năng lực tan tạo thành thạo thành thạo thân thảo okay. Năng xúc nâng nhập nâng xúc profession năng lực năng xúc khả năng sân ca nương son tính khả năng khả năng khả năng chênh khả năng
tính khả năng, tính khả năng, Tính khả năng. tính khả năng, khả năng, khả chế khả năng, khả tài khả năng, khả năng, khả tài khả năng, khả năng là Năng. khả năng là meaning Many có many nhiều. many many ability, many ability. Ta tay ta năng cân nâng Cho nên toàn năng. toàn năng toàn means Toàn chân is all. an chân an toàn An chân, an toàn. an toàn chân chè toàn cố toàn cố Trong chế toàn quốc. ok Toàn bộ. ok Mộ tu. Toàn bộ. toàn bộ Mộ tu. bộ đủ ok ok tan 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 meaning any là gì tan Thành. tan tan phú quốc tan 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 everything everything tan À, tan thế mọi thứ, mọi thứ. một thứ Everything. cho năng lực Cho nên nhóc là siêu năng lực. siêu năng lực chỗ Cho năng. trái ơn siêu thiên nhiên Cho trái ơn trái. Cho nature trái. supernatural Siêu nhân. siêu năng Siêu nhân. Superman. ok ok energy Energy là năng năng lượng lượng. Năng lượng. Energy. ok energy năng động cho Nương tung cho. năng động Năng động. năng động năng động chế sinh năng nhập Chia sẻ nương rót năng lực tái sinh. năng lực tái sinh chế sinh right tái sinh Tái chế sinh sinh Born again. you Chế sinh khả năng. Khả alive năng again. tái sinh. Khả năng tái Chị sinh. khả năng tái sinh. Chế sinh. Tái sinh. Tái sinh. When you die and you Live alive again. Ok. Phải. No. Ok. It's just all in the game. Chi năng. Chỉ nên là trí năng. Chi năng. Chi hết. Chỉ hề trí tuệ. Chi để. Chi sĩ. Chỉ Knowledge. xích. Chi thế. Chỉ trí tuệ. Knowledge. Knowledge trí tuệ. Chi thế. Chỉ xích là trí thức đó. Ok. Su nương Xu nương là năng lực. thi năng lực thi là exam thi si hồng Thì si hồng si hồng y hôm, y hôm. si hồng Si là hôm à, si hôm. yoshi yoshi ni o yoshi Bi bi nương rốt. Phi năng nhuận Bi bát nương năng rốt. suất Bắt năng xúc. nó bát tung san Bắt động. Bắt tung san. phụ tung san Bu tung san. phụ tung san là phi là inia là bát không Là không 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 phi năng nhuận là năng suất không năng năng suất là bắt năng suất nên chế năng chê nưng thể năng khả năng có thể khả năng có thể khả năng có thể chế năng kỹ kỹ năng cho kỹ năng năng chốt mang tính năng động. mang tính năng động năng động năng động Năng động. mang là
Mang tiền. chót chót mang tính năng Năng động, động. Năng động là công. năng động và Movement. activity. Mang tên năng động. Ok. Activity là mang tên năng động. Mang tên năng động công cao. Công cao mang tên năng động. Sáng tạo, À, năng động. tôi luôn xem. Thì đánh giá năng lực. Đánh giá là evaluation. Đánh giá. Can Đánh giá, you pronounce tiếng Việt? thi đánh giá năng lực. Thì đánh giá năng lực. Thì đánh giá năng lực. Phương xem. Decision. Nếu oxy gen. Hay lắm. Hoa lót năng lượng sống, Năng lượng sống. Sống. Số đông. Ý nghĩa là gì? Số đông. Số sôi đông. động nè, Số đông. Sinh động cái mình nè. sinh động cảm, Và chế đàn đa là đa tài đa năng. đa tài đa năng. Wow. Và tài đa năng. Kinh phân là thả chế đàn nên là multi talented. It looks like an idiom in English or Japanese. When in Japanese has a idiom on for works in kanji character. À, can. Many in Japanese, many idiom like that. Ta tay ta năng. Ta chê ta nâng Ok. Cố xong nâng. cô song nâng hiệu năng suất, Năng suất nâng cao. năng suất nâng cao. Năng suất nâng cao. Chữ gạo là khổ hai hai khổ khổ gạo chủ năng gạo suy xong To is khả năng sinh lợi, xin lỗi ý nghĩa là gì xin sinh lỗi lợi. When you saving the money and it has à a profit for you. À, xin lỗi, xin. The pronunciation là xin lỗi, xin lỗi. Khả năng xin lỗi. Can you say Teacher, are you saving the money in the bank? again? And so, 1 month or 3 months or 6 months after, you get a high money in your bank. Okay. But a little bit is a profit in your bank. It's a profitability, sweet song. You know, ija là ratio, ratio. Nói số. Ý đức, ý đức. Tống năng, tống nhất. Tung rất là động năng. Động năng hoặc là Tống năng, năng lượng. tống năng. Yêu nương. Du nương là hữu năng. Hữu năng, năng lực. Mu nương. Năng Mu lực. hữu năng, hữu năng. Hữu năng is Không meaning có, không có, you không có has năng lực. some skill in yourself. I know, không biết You has some skill by but how about mu nương, mu nương. yourself. Nhưng khả năng is you can do it. I know, mu nương, meaning Mình the fun, fun in ya, fun, fun in ya. Mu Mù nương là vô năng. nương. Phu năng. Vô năng. You Không don't có năng lực. have Disability, mu ability. nương. Phải vậy. Hoàn ban. Năng Năng động động cao. cao. Năng Bật động bát. cao. Năng động sống. Hoàn ban. Năng động cao. So you are a full of energy in yourself. Energy, And active fiber.
Activity hình như Ok. Nung nương riêng năng suất nhuyễn. nương Năng suất. Nung nhuyễn. Kỹ thuật kỹ xuân thuật. kỹ thuật Tô du lịch. Chô suốt. hiệu suất à hiệu suất Phi phi yul. nghĩa là gì ta Lê. Lê xíu. sorry Ok. I Trẻ sinh nghe nói gì? don't know it's the meaning in Vietnamese Năng lông tay tao. à năng lượng tái tạo Tay is tao là tay means tao make renewable make energy. Tay tao. wind power or you the water power Tôi là and energy. you met Tôi là energy. it become electric And Phung Chạc, windmill. Phung Nhật quay trận. Nhật Phung là chia lực. Chiều quá, Chà chia. lực, chà lực. Phung, Phung Nhật. Ý nghĩa là gì tiếng Việt? Phương giấc. Phung Nhật. Phung Phương. means Chà. Gia. chia quá. Wind. Winter. Wind power, wind energy. À, năng lượng gió. Năng lượng gió. Năng lượng gió. Năng lượng gió, năng Gió, lượng nước. gió, gió. Nước là mùi. Năng lượng sử, năng lượng Ừ. nước, năng lượng Năng lượng nước. nắng, năng lượng nắng. Ừ. Solar À, tay anh. Do you know tay anh? energy. Năng lượng nổi. Tay Nắng mặt trời. mặt trời. Năng lượng mặt Ừ. trời. Nè, mà chạy vô. Năng lượng mặt trời. Ok. Ôi thôi nương Cô chú hiệu cũng nương năng cao hiệu ui đi đi năng cao xe nương phải đi trên nên bán huy phát phát huy tài huy năng tài năng. Phát huy là phát huy. bán huy Ok. Cần kỹ năng. trong kỹ năng chức năng toàn diện Chức năng toàn diện. We go for ga means possibility. Wow, Tài Hoàng Hóc Kiến. Ga. Capable. Ga. Khả năng. Có khả năng. Đúng nhau thì Possibility, khả năng có song, khả khả năng. năng. Probability. Có khả Khả năng. năng xong. Xác suất. Nương rọc, ít nương. Có khả năng. Xác suất. Xác suất. Rất đi Feasibility. Khả tí. Tí. probability xác suất vậy sinh hoàn ca nương song khả thi Party. chăm chỉ rock tiềm năng Tiềm năng. Năng. Tiềm. Thầm. Thầm dễ được. Tiềm năng. Ho Permission. ca phép được được phép Được phép là cô cắt permission. Được phép. được Phép. phép you can and Do you anything. can Do intend something. to hit drum Được phép. được Phép. phép Permission. Phép. Approve. chấp nhận Nhận. Chấp accept nhận. Yeah, also chấp nhận. Approve.
Ừ, thương yến. Sương Thương yến hả ta? Thương yến hả ta? in ha À, chấp nhận. ta. Possible. Khả năng hả ta? Chúng ta Khả năng có thể có thể. nói tiếng Hàn, tiếng Việt. Học số. Vâng. Eligibility, xã gốc. Chưa khả năng. Chưa khả năng. Đủ khả năng, đủ Đúng khả năng. khả năng. Xã gốc. Xã gốc. Xã gốc là qualification. Qualification. Quality certificate. Certificate, qualify, qualification. Alternative, thế an. Là gì? Tây An là khả dĩ. Khả gì là alternative? Khả gì? Phụ điệu, consideration. Cô rất căng nhắc. Thành nhắc, nhắc. Tôi chờ you can understand any word in English, right? Almost, yes, Wow. almost. Yeah, almost. So, I think you are behind level English. Building vocabulary is very important to communication or comprehension. So, while we're studying foreign languages, when I learn Vietnamese, I would like to build vocabulary. So, and then I focus about this practice with you. And then we needed to build the vocabulary. When we read books, at least we should understand about 80-90% of words in the book. And then we can, while we're reading, we can understand, and also sometimes we meet unknown words, and then means we don't know the word, but we can guess the meaning, because we already build the vocabulary. So we can remember the word we don't know. So the build vocabulary is very important part. Actually, the building vocabulary is take long time. Takes long time. Maybe the more we know, the better we understand the so and then the vocabulary is very important. But My idea. My you can understand Vietnamese, but you can speak if, out. because You can understand, but you cannot because speak out with your Vietnamese partner. that is also important, because to get a good pronunciation phát âm tốt nhất. But You can speak book native nhưng mà Vietnamese, but you the can. yeah tôi vùng tôi có thể học tập tôi vùng tốt tán nên nhưng mà Phát phát âm. âm tiếng Việt là cố gắng tôi lên tháp vội tôi chắc tôi chắc trao đổi năng lượng. Maybe when I speak in Vietnamese, it made you easy to understand, easy to remember long time. Tăng lôi, Ok. Ok, khả năng, capability, potentiality, khả thi. Khả thi. Khả thi là chấm dứt xong. Prospect, Chấm sẽ khả thi. Chấm chế triển xong. vọng. Hy mang, Human. Hy vọng. Hy vọng, hy vọng, Hy vọng. hy vọng. Dở mắng Dục vọng. dục vọng. Very very eager to accessibility, chấp cân sẵn Khả năng tiếp cận tiếp cận chấp cân tiếp nữa. cận tiếp cận chấp cân Chụp cơn xong. chấp cân
tiếp cận, khả tiếp năng tiếp cận, cận xong khả năng tính tính tướng, dạ, ừ. tướng tiếp cận, Tính tiếp cận ừ. dạ, xem, Xem tướng để xem tiếp cận, khả ra năng đường xong tiếp và cận, tính khả năng dạ, tướng khả năng, ồ, tướng tiếp cận, khả năng tiếp cận, ừ. viability. Xin trong ca nương song tính khả năng Tính cả thi, tính khả tính năng, khả thi tính khả thi cả thi là cả thi, capability, tôi anh mình nhập, hèn nương rọt năng lượng thi thực hành cái năng lắc thi hành, hành động, hành hành động động, hành tung hành động hành động, ừ. hành động, ok, hành động, hành. Well, it many difficult vocabulary Yeah, but it's almost the same meaning in English. because possibility or possible acceptability. Phải không? So, Ở đây thì tôi sẽ nhận. Phải it's không? the Khả first năng time sống. I see this Nên word. chấp nhận. Chấp nhận là we did chấp nhận. Accept, Yeah, accept. chấp nhận là suy chấp When you request become nhận a friend with other people and they met you waiting a long time after that, they accept you. Okay. Flexibility. Flexibility, tính linh hoạt. Tính linh hoạt. When we do yoga, Ừ. we can improve flexibility. Đó. Tính linh hoạt. Khi chúng ta đến tập yoga, chúng ta có thể có tính linh hoạt. À, so Tính linh you hoạt. can bend Yeah, your body. bend the body. And then bend the ý nghĩa là gì? Là Thì bạn có thể uốn cong cơ thể của bạn. một cái nói Uốn lại cong cơ thể. Uốn cuốn cong. trong cơ thể, Ừ. Uốn cơ cong cơ thể thể. cuốn Ừ. trong cơ thể cuốn trong Body hoặc cơ thể. Body, cơ có thể. thể cuốn Bend trong body. Uốn cong cơ thể. cuốn trong cơ thể Ừ. efficient hiệu quả. Efficient, hiệu quả. Hiệu Ừ. quả is a in Hiệu Korean quả. also we say hiệu quả. Ừ, hiệu quả. Hiệu Hiệu quả. quả, hiệu quả. Ừ. Hiệu quả. Confident. Khả Confident chính năng. confident tự tin Tự tin. Ok. Productivity. năng suất Năng sự. productivity Năng sự. Sinh sản phẩm. sinh Sinh sản. sinh Ừ. teacher Dạ. xong tính 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 năng suất, sang sang tính năng suất tính năng suất, Because năng suất cho sinh sản, a check, it's a check, not a noun or not a verb, it's object là tính tự, tính a trước, check. Tính tính tự, acceptable, phải không ai xin, chấp nhận được. được, chấp nhận được. Tầm năng được. Cho dùng hành suối nên Approach. Cân khả approach năng sống. tính tiếp cận có thể Có thể tiến cận. Có thể tiến cận. Có thể là possible. Can. Tiếp cận. Tiếp cận. tiếp cận Usability. cho thường Khả năng xong sử dụng. khả năng thích ứng Sử dụng là user, sử dụng chúng ta có thể sử dụng AI để học tập ngôn ngữ, ngôn ngữ khả năng sử dụng Adaptability is very important when you apply the job. Adaptability, adaptability cho cuộc sống, khả năng thích ứng,
Thích ưng. Ừ. Nên. Thích ưng là sở thú. Ứng so Sở thú. it depend on environment. Ok. But Nên sở thú. when you work under pressure, but you can accept and you go over there. How about thê ưng, Thế tai ưng, tai ưng, đại thê ứ ưng là thế âm ưng là ưng đọc, ứng dụng ứng tập ưng ứng không đáp ứng đáp đáp à. ứng đáp ứng Ta vững, ok. đáp ứng Ok. Likelihood also khả năng sống. Khả năng xa sai giả. Tiếng biết là sai chứ. Sai lá khả năng sai xảy giả. ra, khả năng xảy ra. Sai là, sai là. Sai ra ý nghĩa là gì? Xảy ra nghĩa là what happened. Something happened. Possible Something happen. Ok. Ok. happened. Khả năng sai là. Acceptability là khả năng chấp nhận. We did it. Khả năng chấp nhận. Phù hợp. Suitability. Chấp cấp. Phù hợp. Chụp cấp Khả xong năng phù hợp. tính khả năng phù hợp. Tính phù hợp. Tính phù hợp. Ok. Tính khả năng phù hợp. À, tính khả năng phù hợp. Ok. Phù hợp là cho các phát đạt. Phù Phù hợp. Phù hợp. hợp. Rất khắc. Phúc. À, rất khắc. Mặt cho vô. Thế Ok. So, so, when we study finish after that, do you have class with Vietnamese? yeah, Oh. see, thời gian mấy giờ sau lúc sau tôi ở Việt Nam, họ Hàn Quốc 8 giờ, lúc 8 giờ, cô ơi sẽ làm việc cô bất động sản, cô ấy sống ở Hà Nội. Mà nên cô ơi làm việc ở bất động sản công ty Hàn Quốc ở Việt Nam, Wow. tờ sếp là người Hàn Quốc, nhưng mà mai giờ cô ấy làm việc kindergarten, yuchiwan kindergarten À làm vườn. là vùng Làm vườn. cô ấy nói tiếng Hàn Rất giỏi. chất chối chất chối Ồ. hai hai năm cô Ừ. ấy đã học Hàn Quốc tiếng Hàn 2 năm Ồ. tôi chúng ta học tập trao đổi nông nữ năm 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 mô năm almost mô tăng similar and em đã học tập bồi bồi án một mô mười tăng mô mười tăng mà ta 10 cô tháng rồi. Wow. mô 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 tăng Wow, the time very fast. One year already go. And then we met chúng ta đã cấp mùa đông 20 năm. And teacher, if you travel to Vietnam or to Đà Nẵng, so do you need a visa
You Không về, không về. just you only bad Yeah, only passport. Tôi làm xong chỗ 40 năm. 40 boss. năm này, ok. Nên tôi sẽ làm xong việc xong ở Phú Quốc một tháng. À, tôi sẽ đi Việt Nam của chỗ Zurich tăng 12. mô mười hai một à ngày 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 mô mười hai Ngày tăng 10 tháng 12. à Wow, ngày mô mười it's hai so already I got a ticket. Tôi có ticket in là gì tiền vé là vé. là vé sampai là vé tôi chúng ta đi chúng ta sẽ đi đến thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu thành phố Vũng Tàu chúng ta sẽ xuống 20 mô mì bay này đi đến Bali để tập lúa sống They don't have about a test for you. If you search wave very well, so you get a champion or you get a không award. không just cho làm bếp không tôi là ông tôi thôi cô không cô tôi cô tôi khi tôi đi du lịch chúng ta không thể không vì tôi cô chân như làm việc chân như làm việc nên just chúng ta có thể tin nhắn Facebook tin nhắn Facebook message ok but Okay. we can study much because I might make quá tired after during so and then also I travel with my friend thì du lịch vui bạn bè nên How you compare ý định about your Vietnamese now? What then? Are you confident Không, nè, about nè, your nè, nè, nè là cô Hàn. Vietnamese Nhưng mà cố gắng nói vui now? Japan, nhối Japan, ở Việt Nam nên tôi học tiếng Việt bồi người Japan khi tôi đi du lịch ở cửa hàng ở chỗ ở nhà hàng tôi muốn gặp bạn bè nhiều bạn bè mỗi vì life is the future is white campus just empty pillar right because we can make plan in the future actually we can make future our own plans with my friend someone who I know but I cannot make plans with new people because we don't know new world something new in the future especially while we're traveling is we can so and I can meet someone and then I don't know